người Ukraine tuần hành kêu gọi đoàn kết, tin từ Kiev. Hàng ngàn người Ukraine đã vẫy cờ và hô khẩu hiệu đoàn kết trong khi diễn hành qua thủ đô Kiev vào ngày hôm nay, nhân dịp Ngày Lao động Quốc tế. Cuộc biểu tình đã được tổ chức bởi Đảng Xã hội của Ukraine. Thủ tướng đã ra lệnh cho lực lượng an ninh đề cao cảnh giác trong ngày nghỉ lễ 1 tháng 5, lo sợ âm mưu phá hoại trong ngày lễ. Lực lượng an ninh quốc gia Kiev đã diễn tập quân sự trong đêm hôm qua xung quanh Quốc hội và ở trung tâm thành phố để chuẩn bị đối phó với những hành động khiêu khích. Lực lượng an ninh quốc gia có trách nhiệm bảo vệ các tòa nhà và các quan chức chính phủ quan trọng. Ngược lại, với ở miền đông của Ukraine, nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Nga, kêu gọi ly khai khỏi Ukraine do Đảng Cộng sản tổ chức, thì người dân ở Kiev đã kêu gọi cho một quốc gia Ukraine dân chủ, thống nhất và đổ lỗi cho mặt tư khoa đã tìm cách phân chia đất nước. Bộ Ngoại giao Ukraine sáng nay cho biết thì một tùy viên hải quân của Nga đã bị trục xuất sau khi ông này bị cáo buộc đã có các hoạt động tình báo.